Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm món hành muối chua ngọt và mình chia sẻ lại cho các bạn cùng làm với mình nhé. Trong mùa hè này mà làm một hũ hành muối chua ngọt đó, cho gia đình ăn thì cực kỳ tốt. Và đặc biệt là hành muối chua ngọt này nó ăn nó trị say nóng cực kỳ tốt cho các bạn. Ví dụ các bạn đi ở ngoài đường về đi làm hoặc là đi đâu về á, mà mình ăn cơm mà trong bữa cơm mình có gia đình mà có một hũ hành chua này á, là ăn cùng á, là nó trị say nắng cực kỳ tốt. Và đặc biệt á, là nó tăng cường sức đề kháng cho đường ruột này, và điều chỉnh lượng đường trong máu này, và giàu các chất chống oxy hóa này. Hành tím muối chua này là cực kỳ tốt cho sức khỏe nha các bạn, mà nó cực kỳ dễ làm luôn ạ. Hành tím thì gia đình nào cũng có đúng không các bạn, vì nó là nguyên liệu nấu ăn hàng ngày thì gia đình nào cũng có hết á. Nhưng mà mình chịu khó mình ngâm mình làm thì sẽ có một hũ hành cho cả gia đình ăn. Và hôm nay mình làm là mình chia sẻ lại cho các bạn cùng làm với mình, và mình xin mời các bạn cùng theo dõi video và cùng làm với mình nha. Và đây là củ hành mình đã ngâm qua một đêm, và bây giờ mình cắt cái đầu để mình rửa sạch, mình lột hết cái vỏ ngoài đi, lột sạch sẽ đi, xong bắt đầu lát mình bỏ qua nước vo gạo mình ngâm á, ngâm thêm 8 tiếng nữa. Tại vì hành tím này mình rửa sạch sẽ như vậy, lột hết cái vỏ ngoài đi, mình ngâm vào nước vo gạo thì nó sẽ bớt cái hăng của hành á, nó không bị cay. Cái lúc mà mình thái lát thì nó không có bị cay, nó bay ra mắt nha các bạn. Sạch vỏ rồi, và bây giờ mình chuẩn bị một thau nước vo gạo á, mình cho vào 2 muỗng muối và mình ngâm thêm 8 tiếng nữa ha. Mình ngâm qua nước vo gạo này á, là để cho cái hành nó không có hăng và mình muối nó không có bị đen và ăn nó nảy giòn nữa nha các bạn. Và bây giờ mình ngâm được 8 tiếng, mình vớt ra rửa sạch, mình để ráo nước, và bây giờ mình thái lát này. Tại vì bạn nào ăn thích ăn nguyên củ thì các bạn để nguyên củ ha. Còn mà tại vì mình thích ăn lát thì mình sẽ chọn cái củ bự, thì mình thái nó nhanh và nó dễ hơn. Còn bạn nào mà thích ăn nguyên củ thì các bạn cứ để nguyên củ, các bạn ngâm nguyên củ thì nó sẽ lâu hơn. Còn mình thái lát thì nhanh được ăn hơn nha. Mình thái lát thì trong vòng mà bạn nào mà thích ăn chua ít á, thì các bạn trong vòng một ngày các bạn có thể ăn được rồi. Còn mà ăn thích ăn hơi chua chua thì 2 ngày là ăn được rồi các bạn. Tại mình thái như vậy thì nó nhanh ngấm. Bây giờ mình đổ ra cái rổ, xong rồi mình đi nấu nước giấm với lại đường nha các bạn. Thank you.
giờ mình đi nấu nước giấm với đường này. Mình cho một chén giấm. Và một chén đường. Chén đường nhưng mà không có được đầy lắm nha các bạn. Chén đường vô. Và mình cho một muỗng muối vô nha các bạn. Cho muỗng muối vô cho nó đậm đậm á. Cái này mình làm theo điều chỉnh theo lượng lượng gia đình ăn nha các bạn. Tại vì nhà mình ít người thì mình làm 300g của hành thôi. Còn ví dụ như nhà các bạn mà nhiều người ấy, thì các bạn làm 1 ký hoặc là nửa ký thì mình có thể mình điều chỉnh cái lượng nước giấm á. À, hũ lớn hũ nhỏ. Và bây giờ bắt lên bếp cho nó đun sôi lên nha các bạn. Đun sôi lên á là mình để nó cái nước nó đừng có nguội hẳn nha các bạn. Mình để hơi ấm ấm á. Ấm ấm thì mình đổ vào hành mình ngâm á, thì nó sẽ nhanh lên men hơn nha. Còn nếu mà mình để nguội lạnh luôn á thì nó sẽ lâu lên men. Vậy các bạn để hơi ấm á, thì các bạn sẽ đổ vào mình ngâm nha. Còn đợi khi nào nó sôi hẳn lên thì tắt bếp nha các bạn. Nó chuẩn bị sôi. Sôi mình cho nó sôi hẳn lên nữa thì mình tắt bếp đi ha. Đó bây giờ nó sôi hẳn lên này. Rồi mình chuẩn bị tắt bếp đi. Tắt bếp xong mình đổ ra cái tô cho nó quậy bớt đi, xong rồi lát mình sẽ đổ vào hũ hành. Và củ hành mình đã bỏ hẳn cái hũ này. Các bạn chuẩn bị cái hũ thủy tinh như vậy nhé. Hũ thủy tinh thì mình ngâm thì nó an toàn hơn nha. Còn mình ngâm hũ mủ thì sợ nó ra cái chất ở trong cái hũ mủ thì ăn nó không tốt sức khỏe nha. Mình bỏ sẵn ở đây rồi, bây giờ mình đợi cái nước nó đã hơi bấm là bây giờ mình đổ trong hũ nha. Mình đổ hết ở trong cái hũ này, mình ngâm ngập cái củ hành này là có thể được rồi. Đổ ngập cái hũ này. Tại vì nhà mình ít người, mình làm ít mình ăn hết mình làm tiếp á. Chứ nhà ít người mình làm nhiều quá ha, mình ngâm lâu quá để nó chua ăn nó khó ăn á. Bây giờ ăn hết mình làm tiếp. Vậy là mình đã làm xong được một hũ hành ngâm này, cũng cực kỳ đơn giản và dễ làm ha các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ để đây chừng trong vòng 2 ngày là được ăn rồi. Với các bạn ở nhà chịu khó làm ăn ở trong mùa hè là cực kỳ tốt nha. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và mình chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Rồi bye bye các bạn nha.